Hi và xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mê Thủ Thuật. Và mình là Cường đây. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái giao diện hoàn toàn mới cho điện thoại. Thì đây, như các bạn thấy ở đây thì những cái icon của những cái ứng dụng mà các bạn đã cài đặt trên điện thoại của các bạn nè, thì nó có thể di chuyển ở trong màn hình điện thoại đó. Khi các bạn lắc qua trái, qua phải, lên trên, xuống dưới thì những cái icon này nó cũng sẽ di chuyển theo cái trọng lực của trái đất. Nó nhìn khá là thú vị nha. Đó, thì nếu như các bạn thấy thích cái giao diện điện thoại cũng mang một cái giao diện tương tự như vậy thì các bạn hãy xem hết video của mình và cùng nhau thực hiện nhé. Ok, và bắt đầu thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt ứng dụng trước nha. Thì đầu tiên các bạn hãy lên trên CH Play trên điện thoại của các bạn nè. Xong rồi các bạn hãy tìm và cài đặt cho mình một cái ứng dụng mang tên là Rolling Icon. Thì cái ứng dụng này nó có trên CH Play thôi nha, còn đối với trên App Store thì các bạn không thể thực hiện được. Các bạn hãy tìm cái ứng dụng mang tên là Rolling Icon nè. Và khi đó nó sẽ ra cái ứng dụng, nếu tên tiếng Việt của nó là biểu tượng cuộn, biểu tượng ứng dụng và ảnh, thì các bạn hãy cài đặt cái ứng dụng này cho mình. Và để dễ dàng cho các bạn cài đặt đúng cái ứng dụng này thì mình sẽ để cái đường link của cái ứng dụng này phía bên dưới phần bình luận đầu tiên đó. Các bạn có thể tích chọn vào và cài đặt cho tiện nha. Ứng dụng này khá là nhẹ nha các bạn, chỉ có 7 MB thôi. Và sau khi các bạn đã tải và cài đặt xong rồi thì các bạn có thể thoát ra cho mình. Và các bạn tìm đến ứng dụng và các bạn mở lên. Ok, và giao diện của cái ứng dụng này đơn giản như vậy thôi các bạn. Và để khởi động cũng như là bật cái chế độ những cái icon có thể chuyển động thì các bạn hãy tích chọn vào cái mục màu hồng ở đây, to to ở đây nè, khởi đầu nè, các bạn tích chọn vào thì ngay lập tức cái giao diện điện thoại của các bạn sẽ chuyển sang một cái giao diện hoàn toàn mới. Đó, những cái icon nó có thể di chuyển và nó di chuyển theo trọng lực. Đó, khá là hay nha. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái giao diện cơ bản thôi, nó còn rất là nhiều chức năng khác nữa. Thì các bạn đến đây các bạn đừng vội tắt video nha. Thì các bạn hãy xem hết video của mình thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cách sử dụng cũng như là những cái tính năng của cái ứng dụng này. Và bây giờ nếu như các bạn muốn thay đổi hình nền của cái giao diện này thì làm như thế nào? Thì các bạn hãy tích chọn vào cái nút màu trắng ở đây nè. Sau đó các bạn tích chọn vào ngôi nhà thì nó sẽ dẫn thẳng tới cho các bạn cái trang chủ của ứng dụng. Và tại đây các bạn chỉ cần tích chọn vào cái mục là thiết lập ở đây. Và ở trong cái mục thiết lập này nó sẽ có những cái mục như sau. Đó chính là đặt làm trình khởi động, khởi chạy. Thì các bạn nếu như các bạn muốn sử dụng cái giao diện này luôn trên cái điện thoại của các bạn á, thì các bạn hãy mở nó lên. Đó. Và các bạn hãy chọn Rolling Icon. Và các bạn chọn cái ứng dụng này khi làm trình khởi chạy cho làm cái giao diện chính cho điện thoại của các bạn luôn. Và khi đó khi các bạn khởi động máy tính hoặc là tắt nguồn khởi động lại thì nó cũng sẽ dẫn thẳng tới cái giao diện này cho các bạn. Thay vì các bạn phải cài đặt lại thì các bạn hãy cài đặt mặc định cho điện thoại luôn. Và cái mục thứ hai. Và cái mục thứ hai đó chính là kích cỡ biểu tượng. Thì ở đây nó sẽ có ba cái mục cho các bạn chọn nè, nhỏ bé ở giữa và lớn. Thì các bạn nên chọn chế độ là giữa, cái kích thước trung bình cho những cái icon trên điện thoại. Và cái đặc biệt nữa đó chính là chọn ảnh nền. Các bạn có thể thay đổi ảnh nền của giao diện. Thì ở đây các bạn tích chọn vào dấu cộng nè. Và các bạn hãy chọn cái hình nền của các bạn. Các bạn chọn tấm hình mà các bạn muốn làm hình nền nè. Ok, như vậy là xong. Còn những cái mục ở phía dưới này thì các bạn có thể để mặc định cho mình. Xong rồi các bạn có thể quay lại và các bạn xem cái giao diện cũng như là hình nền của các bạn đã khi các bạn cài đặt nè. Đó, như vậy là các bạn đã cài đặt được hình nền rồi. Còn bây giờ nó còn nhiều chức năng khác nữa. Bây giờ các bạn hãy theo dõi nha. Ở cái mục đầu tiên đó chính là biểu tượng ứng dụng, các bạn hãy tích chọn vào. Và trong cái phần này các bạn có thể thêm
hoặc là bớt những cái ứng dụng ra ngoài màn hình điện thoại. Thì có những cái mục dấu tích màu đỏ ở đây là các bạn đã thêm ra ngoài màn hình điện thoại rồi. Thì các bạn có thể bỏ đi, bớt đi những cái ứng dụng này, và các bạn có thể thêm những cái ứng dụng mà các bạn thường xuyên sử dụng, như là Facebook nè, Zalo nè, Messenger nè. Đó, những cái ứng dụng mà các bạn thường xuyên sử dụng thì các bạn có thể chọn để nó hiện ra ngoài màn hình điện thoại của các bạn nha. Đó. Và ở cái mục thứ hai đó chính là biểu tượng ảnh. Và tại đây các bạn có thể thêm những cái tấm ảnh trong thư viện của các bạn, trong máy của các bạn, ra làm những cái icon ở ngoài màn hình luôn. Đây mình sẽ thử chọn một vài tấm nè. Mình sẽ chọn những tấm này đi. Đó. Mình làm ví dụ thôi. Và sau khi các bạn đã chọn được những tấm ảnh của các bạn rồi, và khi đó các bạn có thể ra ngoài để kiểm tra. Thì ở đây, những cái icon, những tấm ảnh mà các bạn chọn thì nó cũng sẽ xuất hiện ở đây nè. Đó. Và khi các bạn tích chọn vào thì nó sẽ mở tấm ảnh đó lên cho các bạn luôn. Đó. Còn cái mục thứ ba đó chính là Emoji Icon. Thì tại đây các bạn có thể thêm những cái hình mặt cười ở đây. Đồng thời các bạn có thể thêm những cái đường link, những tấm hình này thành những cái đường link của ứng dụng luôn. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn trái tim này đi. Mình sẽ thêm hình trái tim này. Và ở trong cái phần này nó sẽ có những cái mục giống như là cái link này các bạn, cái khóa nè, các bạn hãy tích chọn vào cái khóa. Và các bạn hãy chọn những cái ứng dụng mà các bạn muốn. Khi các bạn tích chọn vào trái tim á, thì nó sẽ mở lên những cái ứng dụng này. Ví dụ bây giờ mình sẽ mở Gmail đi. Ok nè. Đây hình trái tim nè. Và khi các bạn tích chọn vào hình trái tim thì nó sẽ mở lên cái ứng dụng Gmail cho mình luôn. Đó là cái liên kết của ứng dụng với những cái icon mà các bạn tạo ra nè. Cũng khá là thú vị nha. Thì các bạn có thể thay đổi cái icon cho ứng dụng, cũng khá là đặc biệt. Đó. Thì các bạn có thể thêm nhiều cái icon cũng như là những cái ứng dụng ở đây. Mình sẽ thêm những cái vài cái cho các bạn thấy. Có rất là nhiều những cái icon ở đây nha. Ok. Và cái mục thứ ở phía dưới này, ở phía dưới này là biểu tượng rõ ràng nè. Các bạn hãy tích chọn vào đây. Và trong cái phần này nó có bổ sung cho các bạn một cái trò chơi khá là hay. Thì các bạn có thể chơi game vào những cái thời gian rảnh ở đây luôn. Như là khi các bạn click vào chế độ nè, thì có những cái chế độ cũng như là giống như những cái trò chơi kim cương vậy các bạn. Đó, thì các bạn có thể chơi những cái trò chơi ở đây. Đó, chọn những cái tấm hình giống nhau. Đó. Ok. Và đó là trò chơi của ứng dụng nha. Thì có hai chế độ cấp và chế độ vô tận nè. Thì các bạn có thể chọn vô đây để có thể chơi những cái trò chơi này. Và nếu như các bạn không muốn sử dụng cái ứng dụng này nữa thì các bạn có thể tích chọn vào cái mục này để có thể tắt nó đi nè. Kế tiếp nè. Đó, và các bạn chọn cái giao diện cũ thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện cũ cho các bạn. Và khi đó nó sẽ chuyển sang cái giao diện cũ cho các bạn nè. Và nếu như các bạn muốn sử dụng lại thì các bạn có thể tích chọn vào và các bạn mở lên. Đó. Khá là thú vị nha. Và mình thấy cái giao diện này vừa vừa khá là hay mà còn vừa nó giúp cho các bạn có thể giải trí nữa. Ví dụ như đây các bạn có thể kéo nè. Các bạn kéo và ví dụ như đây thì các bạn có thể di chuyển những cái icon này và cho nó va đập vào nhau, hoặc là các bạn có thể xếp hình với những cái icon này. Và khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng này á, thì các bạn chỉ cần tích chọn vào ứng dụng và nó sẽ mở lên ứng dụng cho các bạn. Ngoài ra thì nó sẽ có những có cái mục hình tròn ở đây nè. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái mục menu ở đây nè. Các bạn tích chọn vào đây thì nó sẽ dẫn thẳng
thì nó sẽ dẫn thẳng tới cho các bạn những cái ứng dụng mà các bạn đã cài đặt. Đó, nếu như các bạn chưa mang nó ra ngoài màn hình thì các bạn có thể tích chọn vào cái phần này để mở nó lên. Nào, ở giữa nè. Ok, thì như vậy là mình cũng đã giới thiệu xong cho các bạn một cái giao diện hoàn toàn mới cho điện thoại Android. Thì những cái icon này nó có thể di chuyển trong màn hình điện thoại của bạn. Đó, cũng khá thú vị nha. Thì nếu như các bạn thấy thích cái giao diện này thì các bạn hãy tải về và cài đặt. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích với các bạn thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình, và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Và nếu như các bạn muốn